Xin chào, mình là Ngọc Vi và các bạn đang theo dõi Air Channel. Trong khi rất là nhiều người đang háo hức và chờ đợi chiếc iPhone tiếp theo kỷ niệm sinh nhật 10 năm của Apple được trình làng vào năm nay 2017, thì cũng có không ít người đang đào mộ về lịch sử của iPhone. Để rồi từ đó thì họ lại nói về một cái đề tài mà mình thấy là muôn thuở luôn. Đó là so sánh giữa những cái chiếc điện thoại mang logo táo mẻ dưới thời huyền thoại Steve Jobs và dưới thời CEO hiện tại Tim Cook. Có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều được đưa ra, và dù Apple dưới thời Tim Cook vẫn là công ty giá trị hàng đầu với cái mức lợi nhuận đáng ngưỡng mộ, thì người ta cũng không thể phủ nhận một điều là iPhone dưới thời Tim Cook dính nhiều phốt hơn, và dần dần nó đang mất đi cái vị thế vốn có của mình. Trước đây thì khi mà Steve Jobs xuất hiện cùng với iPhone mới, cả thế giới phải trầm trồ và xem nó là một siêu phẩm hoàn hảo, dù rằng cũng dính một hai cái cú phốt bé bé kiểu như là mất sóng gì các kiểu đấy. Nhưng mà bé thôi, những cái vấn đề nó cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng mà giờ đây thì iPhone dưới thời Tim Cook liên tiếp qua các đời máy đều ăn phốt hết. Và thậm chí là còn có những cái lỗi mà nghiêm trọng mà người dùng không thể nào phớt lờ được. Nhất là những cái lỗi mà làm cho giới yêu của họ trở nên te tua. Đó là gì thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng điểm qua nhé. Đầu tiên đó là chiếc iPhone 5. Xem nào, phốt của iPhone 5 kể ra thì nó cũng là một cái danh sách kha khá đấy. Mà phần lớn thì nó đều đến từ việc thay đổi thiết kế của Apple. Lần đầu tiên iPhone được gia tăng kích cỡ màn hình. Tuy nhiên thì dường như là họ chưa thật sự sẵn sàng cho lắm. Cho nên là ngoài cái việc gia tăng kích cỡ thì cái thiết kế của iPhone mới được cải tiến chỉ bằng việc kéo dài ra và mỏng hơn. Nói thật là tới bây giờ mình vẫn còn ám ảnh vì cái loạt ảnh chế, cái kiểu gì mà iPhone đến năm 2020 thì trông như cây kiếm nhật đồ các kiểu. Nhưng thật ra mà nói thì cái thiết kế này nó cũng đẹp và sang trọng đấy, không đến nỗi nào đâu. Nếu như nó không dính phải các cái lỗi bao gồm: thứ nhất, viền dễ trầy, đặc biệt là cái phiên bản màu đen trầy một phát là nó ra trăng trắng, nhìn rất là nham nhở. Cái thứ hai đó là khung nhôm quá mềm, dễ cấn mớt vên cong các kiểu. Mà cái vụ này thì kéo dài qua mấy đời iPhone sau đó luôn, chứ không phải riêng cái con iPhone 5 này. Cái thứ ba đó là lỗi rò rỉ ánh sáng. Cụ thể thì những khách hàng mà sở hữu phiên bản iPhone 5 có màu trắng, họ đã lên những cái diễn đàn về iPhone để phàn nàn về tình trạng rò rỉ ánh sáng ở phần viền của điện thoại khi mà họ sử dụng nó trong bóng tối. Và cái thứ tư vẫn còn, đó là lỗi về camera. Theo Phone Arena thì một số khách hàng họ nói rằng những cái bức ảnh mà được chụp ở điều kiện thông thường thôi thì nó lại bị xuất hiện các cái quầng tím lạ. Mà theo suy đoán thì cái vấn đề gặp phải có thể là từ cái lớp kính sapphire bảo vệ ống kính camera. Hơi bị nhiều rồi đấy. Thôi được rồi, qua cái tiếp theo đi. iPhone 5S. Rất là nhiều người dùng đã phản ánh với những trang tin công nghệ về việc là cảm biến chuyển động trên chiếc iPhone 5S mới đã không hoạt động chính xác. Nó dẫn đến cái kết quả là định vị từ la bàn số bị sai lệch này, và một số cái ứng dụng hay là game mà liên quan đến cảm biến chuyển động thì nó cũng hoạt động không tốt luôn. Thậm chí là khi mà người ta thực hiện một cái cuộc thử nghiệm giữa iPhone 5S, iPhone 5 này và những cái thiết bị la bàn số chuyên nghiệp thì cái kết quả cho thấy là iPhone 5S rất khác so với tất cả những cái thiết bị còn lại. Cho nên là thử tưởng tượng khi mà các bạn chơi Alpha 8 mà cái cảm biến chuyển động không hoạt động tốt thì mọi chuyện nó sẽ như thế nào. Tất nhiên như mọi khi thì Apple không hề bình luận gì cả mà chỉ tung ra những bản pha lỗi thôi. Mà đó là chưa kể đến cái iPhone 5C nhé, lặn mất tâm với thiết kế có thể nói là hoàn toàn lạc quẻ so với Apple mà chúng ta từng biết. Bởi vì trong đầu mọi người thì Apple luôn tung ra những chiếc iPhone mà gọi là cao cấp, sang trọng, rồi với nhiều người là đẳng cấp luôn nữa. Cho nên là cái lúc mà ra cái chiếc 5C màu mè, hoa lá huệ đó thì rất là nhiều người bị sốc. Và thậm chí là lúc đó người ta còn nghĩ là cái chữ C thì tức có nghĩa là cheap, là rẻ, là dòng rẻ tiền luôn ấy chứ. Nhưng mà thôi bỏ đi, cái đó là phụ phụ thôi, chúng ta hãy nói đến phần chính. Đó là chiếc iPhone tiếp theo, iPhone 6. Cái phốt đầu tiên cần kể đến đó chính là trải qua vài đời iPhone thì chiếc điện thoại lần này cũng không tránh khỏi số phận bị bẻ cong. Nói cho rõ ra thì cái chất liệu nhôm mà sử dụng nó vẫn chưa thực sự cứng cáp, đến nỗi là người dùng phải nâng niu từng ly từng tí luôn. Bởi lẽ cái chiếc iPhone mới này thì nó bị cong còn dã man hơn so với những gì mà những người anh tiền nhiệm của nó mắc phải. Rồi cho đến cái đời iPhone 6S, khi mà Apple nâng cấp chất liệu nhôm giúp cho chiếc iPhone 6S của họ trở nên cứng cáp hơn, không có bị bẻ cong nữa, người dùng vẫn chưa kịp vui mừng thì đùng một cái lại phải khóc ròng. Bởi vì cái chiếc iPhone của mình mua đắt đỏ lại bị bong tróc sơn một cách nham nhở sau một thời gian sử dụng. Mà cái nguyên nhân thì một lần nữa đến từ sự vội vã của Apple. Bởi vì cái chất liệu nhôm series 7000 của iPhone 6S, 6S Plus, mặc dù nó mang đến độ cứng cáp gấp đôi so với series 6000 trên phiên bản tiền nhiệm, nhưng mà cái việc gia công vật liệu mới này thì họ vẫn chưa sẵn sàng, cho nên là họ chưa thật sự làm tốt, dẫn đến là cái sự cố đáng tiếc này. Và khi mà người ta nghĩ rằng bao nhiêu phốt như thế là đủ rồi thì không.
vào tháng 11 vừa rồi, một cú phốt nữa lại bay đến và nó liên quan đến cả hai đời iPhone luôn, đó là 6 và 6S, tất nhiên là có cả dòng Plus nhé. Chuyện là tại Trung Quốc và một vài cái khu vực khác trên thế giới thì họ bắt đầu ghi nhận nhiều cái trường hợp iPhone 6 này, 6S này gặp lỗi tự động sập nguồn dù vẫn còn pin, thậm chí là nó khiến cho thiết bị trở thành cục gạch và không thể phục hồi luôn. Rất là may là sau đó thì Apple họ cũng đã nhanh chóng phản hồi rồi. Bởi lẽ sau cái sự cố Note 7 thì người dùng họ trở nên rất là nhạy cảm, đặc biệt là với những cái vấn đề mà liên quan đến pin. Cụ thể thì hãng đã chính thức có hồi đáp về cái vụ việc trên và họ hứa là sẽ hỗ trợ thay thế pin này, bảo trì thiết bị này cho những người dùng mà gặp phải sự cố đột tử trên. Và bây giờ nói đến hai chiếc iPhone gần đây nhất, 7 và 7 Plus, gọi chung là 7 đi. Dù chỉ mới gần đây thôi nhưng mà nó cũng không có ít phốt. Thật ra thì chúng ta cũng đã có hẳn một cái video về bộ đôi này luôn, về những cái cú phốt của bộ đôi này. Nếu thích thì các bạn có thể xem lại một lần nữa. Kể sơ sơ thì có âm thanh lạ phát ra khi mà máy đang hoạt động này, bong tróc sơn này, đó vẫn bong tróc sơn, rồi bỗng dưng thành cục gạch này. Và gần đây nhất chính là vụ việc cái chiếc iPhone mà được xem là đẹp nhất, được nhiều người săn đón nhất, Jet Black, đen bóng, tàn tạ sau một thời gian sử dụng, phải nói là tàn tạ luôn. Đồng ý là cái màu đẹp này thì Apple đã cảnh báo là nó dễ trầy xước rồi, nhưng mà thật sự là nham nhở đến như vậy thì hẳn là ngoài sức tưởng tượng của chủ nhân. Thôi, nhưng mà dù sao thì nếu bạn là tín đồ của iPhone, người yêu táo, thì các bạn có nghĩ rằng Apple đang khác đi khi mà thiếu vắng Steve Jobs hay là không? Mà này, Tim Cook vừa bảo rằng cái chiếc iPhone tốt nhất vẫn còn chưa ra mắt đâu đây. Biết đâu được là họ đang muốn để dành mọi cái thứ tốt nhất của mình cho một cái cú hit bùng nổ. Tốt nhất là chúng ta hãy cùng chờ đợi chiếc iPhone tiếp theo nào. Dù sao thì đến lúc này Apple vẫn đang trên đỉnh mà, đúng không? Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!